Các lực lượng quân sự Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều loại vũ khí khác nhau của Kiev, trong khi phía Ukraine cho biết quân đội của họ đang giao tranh dữ dội chống lại các cuộc tấn công của Nga trên nhiều hướng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã chiến đấu với quân đội Ukraine ở Kupiansk và các hướng khác, phá hủy nhiều thiết bị quân sự của Ukraine, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, một hệ thống tên lửa RM-70 Vampire do Séc sản xuất, một hệ thống pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, cùng nhiều vũ khí khác. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có hơn 20 vụ đụng độ xảy ra giữa Ukraine và Nga ở Liman, Bakhmut, Marinka và các hướng khác trong 24 giờ qua. Các đơn vị không quân, tên lửa và pháo binh Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực tập trung nhân lực và khí tài, các vị trí pháo binh và thiết bị tác chiến điện tử của Nga. Argentina vừa khánh thành giai đoạn 1 dự án đường ống dẫn khí đốt lớn nhất quốc gia Nam Mỹ này. Đây được coi là công trình vận chuyển khí đốt tự nhiên quan trọng nhất của Argentina trong vòng 40 năm qua. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp quốc gia Nam Mỹ này củng cố quá trình tự chủ năng lượng. Đường ống dẫn khí có tên gọi Néstor Kirchner, dẫn khí từ vùng mỏ Vaca Muerta thuộc tỉnh Neuquén, một trong những khu vực có trữ lượng dầu khí phi truyền thống lớn nhất thế giới, đến tỉnh Buenos Aires. Giai đoạn 1 của dự án có số vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ, có chiều dài 588 km, dự kiến đạt công suất vận chuyển 22 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Dự án được kỳ vọng giúp Argentina tiết kiệm hơn 2 tỷ đô la Mỹ tiền nhập khẩu năng lượng trong năm nay và khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ vào năm tới. Ngoài ra, công trình cũng tạo ra 10.000 việc làm trực tiếp trong quá trình xây dựng và 40.000 việc làm gián tiếp thông qua việc sản xuất khí đốt tại mỏ Vaca Muerta. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA đã lần đầu tiên đưa ra cảnh báo về hiện tượng say nắng trong mùa hè này đối với người dân ở thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận do nắng nóng dữ dội đang diễn ra ở các vùng Kanto và Kōshin. Trong ngày 10 tháng 7, nhiệt độ cao đã được ghi nhận tại nhiều khu vực ở thành phố Otsuki, tỉnh Yamanashi là 36,4 độ C, thành phố Ome 35,7 độ C, thủ đô Tokyo cũng đạt mức nhiệt 35 độ C. JMA cảnh báo về nguy cơ say nắng khi nhiệt độ và độ ẩm đều ở mức cao. Ngoài ra, hiện tượng thời tiết trên cũng là nguyên nhân gây ra những trận mưa lớn cục bộ, với dự báo lượng mưa lên tới 60mm mỗi giờ ở khu vực phía Bắc Kanto. Dự báo 90% khả năng hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục vào mùa thu năm nay do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và sự nóng lên toàn cầu. Số liệu mới nhất cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI, thước đo lạm phát tại Trung Quốc, đã về mức gần như bằng không trong tháng 6 vừa qua, trong khi giá sản xuất tiếp tục giảm sâu hơn dự kiến. Báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, CPI tháng 6 của nước này giảm so với mức 0,2% ghi nhận trong tháng trước đó, đồng thời thấp hơn nhiều so với mức dự báo của giới chuyên gia do nhu cầu trong nước chậm lại. Giá thực phẩm tăng 2,3%, trong khi giá của các mặt hàng phi thực phẩm giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Những yếu tố này đã kéo chi phí của giỏ hàng hóa thiết yếu xuống thấp. Trong tháng 6 vừa qua, chỉ số giá sản xuất PPI của Trung Quốc cũng giảm 5,4%, mạnh hơn mức giảm 4,6% của tháng trước đó. Điều này cho thấy Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ giảm phát. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay, một trong những mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Theo dự kiến, thì chuyến tàu chở hàng đầu tiên kết nối Đông Nam Á với châu Âu sẽ tới thủ đô Budapest của Hungary vào khoảng cuối tuần này. Chuyến tàu được đánh giá sẽ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả của các dịch vụ hậu cần đa phương thức. Trước đó, đoàn tàu đã khởi hành từ Thái Lan ngày 1 tháng 7 qua Trung Quốc hôm 8 tháng 7. Chuyến tàu chở phụ tùng sản xuất ô tô xuất phát từ Thái Lan đã đến Trung Quốc, đánh dấu sự kết nối giữa tuyến đường sắt tốc hành Lan Thương Mekong đoạn tuyến Trung Quốc-Lào và thành đô châu Âu. Trước đây, chúng tôi sử dụng vận tải kết hợp đường bộ, đường sắt hoặc đường bộ, đường biển, tốn nhiều thời gian và chi phí đắt đỏ. Với chuyến tàu tốc hành Lan Thương Mekong thành đô châu Âu, chúng tôi có thể tiết kiệm khoảng 20 ngày và giảm hơn 20% chi phí. Với việc vận hành tuyến đường sắt mới, hàng hóa từ các nước Đông Nam Á vào Trung Quốc qua tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào sẽ chỉ phải trải qua quá trình kiểm tra hải quan một lần. Điều này sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của các dịch vụ hậu cần đa phương thức. Trong khi tiết kiệm thời gian thông quan biên giới, tuyến đường sắt cao tốc này cũng kết nối hiệu quả đường sắt Trung Quốc-Lào với các chuyến tàu chở hàng Trung Quốc, châu Âu và xây dựng một tuyến đường kinh tế hiệu quả và ổn định. Tuyến đường sắt mới xuất phát từ Đông Nam Á ở ga Nam Viên Chăn Lào vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần đến các điểm đến châu Âu thông qua tuyến đường sắt thành đô Côn Minh và các tuyến đường Trung Quốc châu Âu. Một công ty khởi nghiệp tại Tunisia đã đặt ra mục tiêu đảo ngược xu hướng thời trang tại nước này.
Theo đó, thì công ty này tập trung thiết kế lại các sản phẩm cũ theo hướng thân thiện với môi trường. Được thành lập bởi doanh nhân trẻ Cherif Zirui, công ty khởi nghiệp Kennedy tại Tunisia hiện đầu tư vào việc làm mới các sản phẩm giày dép cũ thêm các chi tiết thiết kế mới để tái sử dụng. Cầm trên tay một đôi giày thể thao cũ, anh Zirui đang vận dụng các kỹ năng vẽ chuyên nghiệp để tân trang lại đôi giày bằng nhiều màu sắc nổi bật hơn. Kennedy cung cấp dịch vụ phù hợp với thị trường tiêu dùng tại Tunisia, vốn bị giảm sức mua đáng kể và cũng chứng kiến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do sản xuất giày. Các dịch vụ của chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc làm mới và sửa chữa các loại da, chẳng hạn như giày hay túi sách. Thay vì vứt bỏ những món đồ cũ, Kennedy có thể thổi sức sống mới cho chúng bằng nghệ thuật và sự thân thiện với môi trường. Công ty Kennedy đặt mục tiêu giảm thiểu rác thải và giúp khách hàng có cách nhìn nhận khác về các sản phẩm thời trang mà họ lựa chọn. Kennedy cũng hy vọng sẽ truyền cảm hứng để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng thông qua các lựa chọn bền vững và hợp thời trang. Điều này không chỉ giảm thiểu tác động tiêu cực sinh thái mà còn thổi sức sống mới vào các vật dụng đã qua sử dụng. Trong tương lai, anh Zirui đang phấn đấu để tạo ra thương hiệu giày của riêng mình, chỉ sử dụng da tái chế và mở việc xuất khẩu sang các quốc gia khác.